Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một ngày mới, một tuần mới tràn đầy niềm vui, nhiều năng lượng. Và hôm nay một ngày rất là đặc biệt dành cho những người làm công tác giáo dục, những người thầy cô. Xuân Mỹ cũng nhân đây xin kính gửi lời tri ân đến quý thầy cô đã và đang công tác trong ngành giáo dục. Và kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, bình an, nhiều may mắn và hạnh phúc. Thì sáng nay Xuân Mỹ cũng không quên gửi lời chúc một người người cô, người bạn, một người giống như người bạn thân thiết của Xuân Mỹ, đó là gửi lời về quê Long Bình, chúc cô giáo Oanh cũng có một ngày thật nhiều vui vẻ. Như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ vào ngay YouTube, chúng ta sẽ điểm qua cái lượt view của MV Người ơi đừng bỏ quê, bởi vì là fan của Cường vẫn đang tập trung nội lực, thời gian, công sức cho tới giờ vẫn cài view tích cực, chăm chỉ để giữ top cho MV Người ơi đừng bỏ quê. Xuân Mỹ đã xóa lịch sử cũ và tạo thành một cái đường, một cái dòng mới, thì Xuân Mỹ xin gõ cho cả nhà cái phần tìm kiếm ha. Và Người ơi đừng bỏ quê đây, mình gõ mới tìm kiếm đó cả nhà. Rồi cả nhà vô chọn bài Người ơi đừng bỏ quê, nó có quảng cáo ha. Hôm qua thì đạt 1,6 triệu lượt xem cả nhà, đây 1,6 triệu và vẫn nằm trong top 5 ha, hơn 2 tuần rồi. Hôm nay là bước qua ngày thứ 17 rồi, 1,6 triệu mấy. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào chi tiết ha. 1,662,013 đây nè cả nhà ha, 1,662,013 và nằm ở trong top 5 danh mục âm nhạc thịnh hành. Rất mong quý khán giả tiếp tục ủng hộ cổ Út Gò Công bằng những chiếc view nghĩa tình ha. Kênh thì hôm qua Xuân Mỹ đã chia sẻ là lên 158.000 người đăng ký rồi. Đây, hồi lúc mà kênh lên 130.000 người đăng ký thì có người là tuyên bố Xuân Mỹ quăng rác vô kênh của Cường và tuyên bố 3 ngày nữa thì kênh của Cường sập ha. Nhưng mà sập đâu cũng thấy tồn tại cho tới giờ, và 32 bài hát đạt triệu view, cũng như tăng thêm 28.000 sub nữa. 130 bây giờ là 158, là coi như 158.000 sub ha. Như vậy thì mình nói, Xuân Mỹ nói nôm na là sao cả nhà, mình không có cần phải thanh minh thanh nga hay chứng minh điều gì, mà thời gian nó sẽ trả lời tất cả. Và từ hồi tháng 3 tới giờ sau 7 tháng thì từ kênh tăng lên 28.000 sub ha. Người ta tuyên bố nó hùng hồ lắm, tuyên bố hùng hồ cho rằng Xuân Mỹ quăng rác vô kênh của Cường và sập, và tuyên bố là kênh của Cường sẽ sập. Nhưng mà bây giờ người ta cũng quay lại, người ta cập nhật sự tăng sub của kênh Cường. Bởi vậy Xuân Mỹ nói cái gì thì phải chắc cái đó, nói mà không chắc thì nó đâm ra là mình tự vả vô mặt mình, đúng không cả nhà? Mình cứ đi suy diễn quy chụp. Nói chung là cái nghề của mình là nghề suy diễn và quy chụp, hạ bệ uy tín người khác, nhưng mà cuối cùng uy tín của mình nó hạ trước. Nó là như vậy cả nhà. Cho nên Xuân Mỹ thì trên tinh thần là tôn chỉ mục đích đưa những cái gì thực tế của Cường để cho khán giả nắm bắt được thôi, chứ còn mình không có tô vẽ mình lên, mình nâng mình lên làm thánh làm thầy gì hết á. Mình là một người bình thường thôi, làm một cái cầu nối thông tin, đưa tin từ nhiều nguồn đến với quý khán giả để khán giả nắm bắt, hiểu thêm về đời sống của ca sĩ, người idol của mình theo đuổi thôi, không có nâng mình lên làm thánh làm thầy gì hết. Rồi, đó là nói về kênh YouTube Hồ Văn Cường Official ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ coi bài đèn khuya thì hôm nay lên được 812.000 lượt xem rồi nè cả nhà, 812.000 lượt xem, cũng sắp xỉ cán mốc 1 triệu view ha. Audio cổng mẹ hôm nay thì được 836.000 lượt xem, như vậy là ba bài hát này có khán giả chú ý nghe thêm nhiều nghe thêm nhiều, cho nên là đều có tăng view. Và chúc mừng sau hơn 2 tuần up phát hành thì MV Người ơi đừng bỏ quê vẫn ở trong top 5 danh mục âm nhạc thịnh hành. Bây giờ Xuân Mỹ vào trang fanpage của Cường thì vẫn 6.500 người lượt thích và 12.000 người theo dõi. Đây là trang fanpage chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường. Và Xuân Mỹ xin nhắc lại cái email
Email nhận show là contact.hovancường@gmail.com. Ai mà muốn liên hệ với Cường thì gửi mail vào đây. Book show, trao đổi công việc, trao đổi bản quyền, trao đổi về việc thu âm hay gì đó thì gửi mail vào đây. Cường sẽ nhận và sẽ trả lời với mọi người. Xin lặp lại là contact.hovancường@gmail.com. Và sáng nay thì con cũng đã làm một cái nghĩa vụ hết sức là hết sức là đẹp với danh nghĩa một học trò, gửi lời chúc đến quý thầy cô, một cái viết một cái tút rất là dài, rất là tình cảm, rất là tình cảm, và úp cái tấm hình áo dài vàng. Hình này thì nhìn Cường chụp lúc còn chắc còn gầy đó cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc cái tút này ha. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày tôn vinh và tri ân những cống hiến của các bậc nhà giáo, con em Hồ Văn Cường xin gửi lời chúc tất cả các thầy cô giáo trên toàn đất nước sẽ có thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều thành tựu và thành công trong công tác giảng dạy của mình. Riêng đây, con em cũng muốn gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả thầy cô giáo đã và đang dìu dắt và giúp đỡ con em để giúp con em có được như ngày hôm nay. Con em xin gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện và giúp đỡ con em có được môi trường học tập tốt nhất trong suốt những năm qua, cũng như lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người thầy đã chỉ dạy và nâng đỡ con em trong sự nghiệp ca hát từ lúc mới bước vào nghề đến thời điểm hiện tại. Một lần nữa, con em Hồ Văn Cường xin được tri ân và mong chúc những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đến với tất cả quý thầy cô. Thả tim. Đây cả nhà ha, cái tút rất là dài, rất là tình cảm, bao hàm hết, gửi lời chúc hết tất cả những thầy cô trong học tập lẫn ca hát. Và sau 2 tiếng đồng hồ up thì tút này nhận được 1.400 lượt thích, 410 lượt bình luận và 104 lượt chia sẻ. Xuân Mỹ lúc nào cũng có bình luận trong đây hết trơn á. I love you. Đây, I love you, thả tim cho cậu ấy ha, rất là dễ thương. Là làm nghĩa vụ của một người học trò đang trên giảng đường đại học và gửi lời tri ân đến những thầy cô giáo chung, rồi tri ân những thầy cô giáo đã dìu dắt mình trong suốt thời gian qua là từ lớp 1 cho tới đại học, rồi riêng gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Đại học Hoa Sen tạo điều kiện cho em học tập tốt. Xuân Mỹ nói với cả nhà rồi, Cường chọn được trường Đại học Hoa Sen là một cái môi trường hết sức là văn hóa, văn minh và đào tạo hiện đại, theo phong cách hiện đại, đẳng cấp quốc tế luôn. Cho nên học ở đây một năm nó có tiến bộ rất nhiều. Huống hồ gì đã là 3 năm sinh viên đại học rồi, sinh viên năm 3 rồi, chắc chắn là sự tiến bộ rõ rệt trong cậu ấy. Ai cũng thấy từ những show diễn sau, nhìn cậu ấy giao lưu tiến bộ chững chạc hơn. Điều đó cho thấy là cái môi trường giáo dục đã giúp cho cậu ấy rèn giũa bản lĩnh của mình. Thì một lần nữa xin chúc tất cả quý thầy cô đã và đang công tác trong ngành giáo dục có một ngày thật là nhiều niềm vui ha. Và những ai đã đi qua, Xuân Mỹ xin nói ha, những ai đã đi qua cuộc đời của Hồ Văn Cường với tư cách là những bậc thầy, dù chỉ dạy trong nghề hát, dù chỉ dạy trong việc học hay là chỉ dạy thêm, tất cả hãy tự hào, hãy vui và tự hào. Có thể là Cường không chúc riêng từng người, không chúc riêng từng người thầy người cô của mình hết, tất cả những người thầy người cô đã đi qua cuộc đời mình, nhưng mà những cái lời chúc như thế này thì Xuân Mỹ nghĩ quý thầy cô hãy tự hào đi, bởi vì quý thầy cô có một cậu học trò hết sức tài năng. Sống rất là tình cảm, thật sự rất là tình cảm, sống có hiếu thuận với ba mẹ và tình cảm với thầy cô cũng như mọi người xung quanh. Đó là nói về cái trang fanpage và những lời chúc của Cường sáng nay ha. Sáng nay thì Xuân Mỹ cũng thấy các bạn fan club đăng lại cái kỷ niệm. Sáng nay thì Xuân Mỹ cũng có một cái tấm hình, cô Oanh cũng đang làm lễ ở tại Đại học Hoa Sen. Xin lỗi, đang làm lễ ở quê nhà ở trường Nguyễn Gia Thiều. Đây là cái tấm hình, cả nhà thấy cái khung cảnh quen không nè, trường Nguyễn Gia Thiều nè, nhà thấy cái khung cảnh quen không, các bạn đang diễn văn nghệ đó, trong cái hội trường này
Cũng hội trường này, 20 tháng 11 năm ngoái, ca sĩ Hồ Văn Cường đã về hát tri ân những người thầy ở tại trường Nguyễn Văn Thiều. Trường Nguyễn Văn Thiều và nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường, và đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả, lấy nước mắt của hàng triệu khán giả khi xem cái video mà các bạn fan club up lên là Cường hát bài Bà Năm, và cô giáo cũ của mình là cô Oanh đóng vai Bà Năm. Lát nữa Xuân Mỹ sẽ cho mọi người coi hình. Năm nay thì cũng làm lễ tại đây, cô Oanh cũng đến dự, nhưng mà Cường thì không có về hát, bởi vì là năm nay thì bối cảnh nó khác rồi. Cường sáng nay vẫn phải đi học bình thường hay cả nhà. Có khán giả hỏi Xuân Mỹ chiều nay có hát không. Theo suy nghĩ và phỏng đoán của Xuân Mỹ thì chắc chắn là có, bởi vì Xuân Mỹ có cái thư mời của ban giám hiệu gửi đến phụ huynh nữa. Và chiều nay thì các con đi học xong rồi các con. Đây, cái thư mời này, quý thầy cô và quý anh chị, chiều nay ha. Chiều nay thì trường cũng có live stream đó, thì mọi người hãy canh 2 giờ chiều nay xem Cường có hát hay không thì chúng ta biết ha. Đó là cái tình cảm mà người học trò gửi đến thầy cô của mình trong cái ngày 20 tháng 11. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ Xuân Mỹ xin vào trang Đại học Hoa Sen để cập nhật tin tức của Đại học Hoa Sen xem sao ha. Đại học Hoa Sen thì cũng cập nhật ảnh đại diện là chương trình tôn vinh giải thưởng Sen Edward mùa 3 và nhân kỷ niệm nè, đây ha. Rồi kỳ vọng đưa người Việt trở thành điểm đến giáo dục, kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến giáo dục. Báo Người đưa tin có một cái bài viết về đây, Phó giáo sư tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến của giáo dục với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen cho rằng thực học thực làm sẽ là những yếu tố then chốt để thu hút học sinh đến với Việt Nam. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hãy cùng lắng nghe chia sẻ và khát khao nâng tầm giáo dục Việt của giáo sư tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy trên báo Người đưa tin. Đây, Xuân Mỹ xin đọc bài báo này cho mọi người ha, của hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, cô Thúy. Cô rất là trẻ và giỏi, nói một hơi mấy thứ ngôn ngữ luôn. Đây, bài viết có nội dung như thế này: các trường đại học ngoài công lập đang trở thành một bộ phận không thể thiếu và đóng góp mạnh mẽ vào nâng cao chất lượng giáo dục quốc dân. Thậm chí nhiều cơ sở giáo dục còn kỳ vọng biến Việt Nam trở thành điểm đến của nền giáo dục. Về giáo dục, Người đưa tin đã có cuộc trò chuyện với Phó giáo sư tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, để lắng nghe hành trình khẳng định vị trí của trường ngoài công lập và kỳ vọng trở thành trường đại học chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam và du học sinh châu Á. Bà Võ Thị Ngọc Thúy cho biết Đại học Tư Thục đóng vai trò quan trọng trong đào tạo đại học và sau đại học nói chung ở Việt Nam. Tôi nghĩ nhìn nhận ra vị trí vai trò của Đại học Tư Thục cần xét hai yếu tố là chia sẻ với nhà nước trong vấn đề đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh mang lại đổi mới trong giáo dục. Có thể thấy Đại học Tư Thục đã tham gia mạnh mẽ và đóng góp vào hoạt động đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội. Từ thực tế có thể thấy nếu không có Đại học Tư Thục, các trường công lập phải mang trên mình một gánh nặng lớn trong việc đào tạo đại học và sau đại học. Cùng với đó, việc xuất hiện các đại học tư thục với chất lượng ngày càng cao, khẳng định vị trí của mình cũng tạo ra được xu hướng cạnh tranh rất lành mạnh. Khi có sự cạnh tranh giữa các trường đại học, chắc chắn sẽ tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho xã hội, và người thụ hưởng lớn nhất chính là người học. Việc hệ thống các trường tư thục đồng hành song với các trường công cũng đang là xu hướng chung của thế giới. Tại Việt Nam cũng được nhà nước và xã hội nhìn nhận đánh giá cao. Điều này là hết sức quan trọng. Trường Đại học Hoa Sen đã và đang làm gì để giải quyết vấn đề được xã hội công nhận?
Cô Thúy cho biết, tôi nghĩ rằng yếu tố quan trọng nhất để xã hội, phụ huynh, học sinh không có sự phân biệt giữa đại học công lập và đại học tư thục đó là chất lượng đào tạo. Chính bản thân các trường cần phải nắm rõ và tự khẳng định vị trí của mình. Hiểu nhận thức được điều này nên trường đại học Hoa Sen luôn coi việc đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài, đó là kiểm định chất lượng từ các cái tổ chức nước ngoài, lên hàng đầu. Hiện nay 89% chương trình đào tạo của nhà trường đều không những đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo mà còn được công nhận chất lượng bởi các kiểm định của Mỹ, Úc, Thụy Sĩ. Thông qua mỗi lần đánh giá giúp chúng tôi hoàn thiện chất lượng đào tạo của mình. Không dừng lại ở đó, dù là trường công hay tư, chất lượng thể hiện rõ nhất là đầu ra của sinh viên. Cơ sở giáo dục đại học không chỉ trao cho các em tấm bằng mà là trao tấm visa, visa trong ngoặc kép cả nhà, cho các em sinh viên dễ dàng gia nhập vào thị trường lao động trong và ngoài nước. Và điều đó hiện nay được minh chứng hết sức rõ ràng. 95% sinh viên Hoa Sen khi nhận bằng tốt nghiệp cũng có ngay cho mình một tên doanh nghiệp để đi làm. Tôi nghĩ các trường tư thục phải tự khẳng định mình bằng chất lượng đầu vào và chất lượng đầu ra. Đồng hành cùng với đó, việc thông tin, truyền thông của xã hội, các cơ quan liên quan rất quan trọng. Chúng ta cần công bằng so sánh, không nên phân biệt công và tư trong xã hội. Bởi vì khi công tác thông tin, nếu vẫn còn thiên lệch ở đâu đó sẽ vẫn còn sự nhìn nhận không đúng giữa hai loại hình của nhà trường, tư thục và công lập. Tôi nghĩ cần có các kiến sách, công tác thông tin tuyên truyền về hình ảnh, chất lượng, xếp hạng các trường đào tạo nên có sự đồng bộ, thống nhất giữa đại học công và đại học tư. Phát triển giá trị cốt lõi để nâng cao vị thế. Theo cô Võ Thị Ngọc Thúy, qua hơn 2 năm công tác và trực tiếp chỉ đạo hoạt động tuyển sinh, tôi hiểu rõ người sinh viên và phụ huynh mong muốn lựa chọn các cơ sở đào tạo nào để đảm bảo đầu ra cho các em với mức cao nhất. Ngoài việc khẳng định mình thông qua các kiểm định chất lượng, nhà trường cần phải mở rộng kết nối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vai trò không nhỏ trong việc tham gia đào tạo cùng với nhà trường, cam kết đầu ra cho các em, và chỉ một khi trường có đủ uy tín để làm việc được với doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới đặt niềm tin vào trường, cơ sở đào tạo, họ tiếp cận với người học và tạo điều kiện săn đón sinh viên ngay sau khi các em hoàn thành chương trình học. Thêm vào đó, một điều tôi nghĩ cũng hết sức quan trọng đó là trách nhiệm của trường đại học tư hay công lập đều phải đào tạo những sinh viên làm đúng việc và đóng góp cho xã hội. Việc phát triển các yếu tố bên trong như tái đầu tư cho con người, cơ sở vật chất của trường, tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận mô hình hiện đại là những điều cốt lõi mà giáo dục hiện đại tư thục cần phải làm để nâng cao chất lượng. Cô Thúy cho biết thêm, mỗi trường sẽ có cách vận hành khác nhau, vì vậy nguồn thu cũng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chắc chắn tỷ trọng trong số đó vẫn sẽ là học phí, sau đó đến nguồn đầu tư của các doanh nghiệp. Nhưng để làm được điều này, các trường tư thục vẫn còn cần có tiềm năng nhất định, bởi nhiều doanh nghiệp đầu tư là nguồn nhân lực họ nhận được lại là gì? Khi thấy nguồn lao động có chất lượng, chắc chắn sẽ tham gia đồng hành đầu tư cùng trường tư thục. Một nguồn khác chúng ta có thể khai thác đó là đến từ các quỹ đầu tư. Việc rót vốn các trường cần chứng minh năng lực thông qua các dự án, đặc biệt là các dự án cộng đồng, sẽ có tỷ lệ thành công cao. Ở Hoa Sen, sinh viên được tham gia thực hiện các dự án, hoạt động này vừa giúp các em tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm đối với nhà trường, có thể giảm bớt chi phí đào tạo và mở rộng cơ hội được đầu tư. Các trường đại học cần phải đa dạng các nguồn thu để giảm thiểu rủi ro trong tuyển sinh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay học sinh đi du học rất nhiều hoặc lựa chọn học cao đẳng. Sinh viên Hoa Sen phải trải qua hai kỳ thực tập rất quan trọng. Đầu tiên là kỳ thực tập về nhận thức khi mới chỉ là sinh viên năm thứ hai. Cái này Cường đã trải qua rồi đó cả nhà. Các sinh viên có quyền lựa chọn thực tập ở bất kỳ một doanh nghiệp nào, thậm chí là trái ngành, bởi chúng tôi muốn các em hiểu mình có đang thực sự phù hợp với cái ngành học đã chọn không, và được tạo điều kiện chuyển đổi ngành trong trường để học đúng với nhu cầu thị trường và năng lực của sinh viên. Năm ngoái là Xuân Mỹ có đưa tin cho cả nhà là cái khoa kinh tế của các bạn họ sinh viên đi thực tập ở cái doanh nghiệp Awon đó cả nhà, thì Cường cũng có tham gia chương trình đó. Điểm khác biệt ở Hoa Sen, tôi nghĩ đây là một trong số ít trường mà có nhiều đề án của sinh viên nhất.
Để hoàn thành đề án xét công nhận ra trường, các em phải tự mình xây dựng một nhóm thực hiện chuyên nghiệp, có sự phân ban, chuyên môn rõ ràng. Nhà trường sẽ là nhà đầu tư vốn khởi điểm, sinh viên được lấy uy tín của trường để đi làm việc với các doanh nghiệp, xin tài trợ, thuyết phục họ trở thành người đồng hành để thực hiện hóa các dự án. Hầu hết chúng tôi đều nhận được những phản hồi tốt từ phía doanh nghiệp. Các dự án của sinh viên không chỉ được các công ty sử dụng mà còn là những sản phẩm đặc sắc có nét riêng và được đánh giá cao. Cuối cùng, cô Võ Thị Ngọc Thúy cho biết đảm bảo chất lượng bên trong vẫn là một trong những chiến lược phát triển của nhà trường trong thời gian tới. Nhà trường sẽ hoàn thiện chương trình đào tạo và tiến hành kiểm định chất lượng. Sinh viên, giảng viên, đối tác là những yếu tố then chốt xây dựng lên hình ảnh của Đại học Hoa Sen. Cùng với đó, tiêu chuẩn quốc tế thực học thực làm, tinh thần dân chủ, tôn trọng sự khác biệt là những giá trị cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi nhiều năm qua để khẳng định vị trí của mình. Đại học Hoa Sen đang đồng lòng mong muốn nâng cao vị thế của Đại học Việt Nam bằng cách có thể đón du học sinh từ các nước khác. Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2025 là một trong những điểm đến học tập quốc tế của các sinh viên Việt Nam và các du học sinh của châu Á. Đó cả nhà, đó là thông tin của bài phỏng vấn của cô Võ Thị Ngọc Thúy trên báo Người Đưa Tin. Hôm nay sự kiện là ngày 20 tháng 11 cho nên thời lượng video của Xuân Mỹ tập trung cho cái việc giáo dục nó cũng hơi dài ha. Bởi vì cậu Út, cậu Công của chúng ta cũng đang là sinh viên, đang theo học trong trường. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club thì các bạn, các cái khán giả fan của Cường cũng chia sẻ cái tút của Cường về đây. Đây nè cả nhà, chia sẻ trên trang fanpage. Đây, rất là nhiều chị, nhiều cô chia sẻ ha. Đây, chia sẻ ha, chia sẻ cái trang fanpage của Cường về đây rất là ý nghĩa luôn. Rồi, Xuân Mỹ, đây Xuân Mỹ cho cả nhà xem lại cái phần phần đây một bạn tròn một năm có người share lại nè lời bài hát cô giáo như mẹ hiền của chính là người mẹ thứ hai luôn giúp đỡ con Cường trong lúc khó khăn và bước lên vinh quang mà Cường theo đuổi. Cô mở ra trong tâm hồn trẻ thơ một thế giới sắc màu ngập tràn yêu thương và lòng nhân ái chân thành cảm ơn cô. Cường ơi, nghe em hát tới chữ hàng tre em nghẹn lòng kìm cảm xúc không được, đã rơi nước mắt anh chỉ biết khóc. Đây, một bạn đã share lại cái hình ảnh, chúng ta cùng xem lại cái hình ảnh này của hai cô trò ha. Đây là phần trình bày đó, cái sân khấu hồi nãy Xuân Mỹ chia sẻ với mọi người cũng là sân khấu này. Năm ngoái Cường hát bài Bà Năm và mời cô của mình lên đóng vai Bà Năm. Nhưng mà em hát không có trọn lời, bởi vì lẫn trong những cái khoảng ngắt đó là những cái uất nghẹn, những cái tiếng nấc và những giọt nước mắt. Đã bao lâu rồi bà Năm đứng trong con về. Theo nhiều lời của fan thì niềm tự hào của cô giáo Oanh là thành công dẫn bước được Cường thực hiện được cái đam mê ca hát của mình nữa cả nhà. Từ một cậu bé nghèo ở miền quê Gò Công Tây nhưng mà đã thành công trong sự nghiệp ca hát. Dù đâu đó nó cũng có sóng gió cuộc đời là những cái thử thách, nó không phải là chướng ngại để chúng ta dừng lại, mà nó là những cái thử thách để cho trui rèn cái bản lĩnh và cái nghị lực của chúng ta, trui rèn cái bản lĩnh và nghị lực của chúng ta để chúng ta bước tiếp trên chặng đường đầy gian nan của mình. Và Cường đã làm được và bây giờ Cường đã tự đứng trên đôi chân của mình, đã vững vàng, đã bản lĩnh, đã nghị lực và đã vượt qua được những chông gai và đã đạt được những cái thành tựu đáng ghi nhận và đáng tự hào. Đó là mười mấy show lớn nhỏ trên khắp cả nước rồi, và kênh YouTube thì đạt nút bạc, bây giờ là 158.000 người đăng ký rồi, 30 mấy bài hát đạt triệu view và có cái MV của riêng mình trong tháng 11 này, một cái tháng đáng nhớ và đánh dấu mốc
đẹp nhất trong tuổi 20 cuộc đời của mình, một cái mốc đẹp trong đời người. Tuổi 20 rực rỡ thanh xuân, rực rỡ sắc màu. Và MV Người ơi đừng bỏ quê hiện nay thì vẫn nằm trong top 5 danh mục âm nhạc thịnh hành và sắp xỉ bước sang 1 triệu 7 lượt xem rồi cả nhà. Và cái dấu mốc 2 triệu là fan đang phấn đấu. Đó, đó là cái chiếc video cũ nhưng mà nói lên một cái tình nghĩa thầy trò. Dù ở xa, dù không trực tiếp nói chuyện với cô giống như ngày xưa, nhưng mà Cường ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim Cường vẫn giữ cái tình nghĩa này. Người cô, người mẹ hiền thứ hai, thật sự là một người mẹ. Một người mẹ đã lo lắng cho Cường từng bước, từng những ngày đầu đi thi, bước chân vào showbiz và thực hiện cái ước mơ âm nhạc của mình, chinh phục đỉnh cao âm nhạc. Đó là cái dấu ấn trong cái video này và cái nội dung tiêu điểm. Đây là nội dung tiêu điểm cho dành cho ngày 20 tháng 11 của Cường và của kênh Xuân Mỹ. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội. Khoan, vào trang Mây Lang Thang điểm qua cái show diễn một lần nữa. Nói về cái poster một lần nữa. Không có lên sơ đồ vé nữa. Bởi vì vé thì sơ đồ nó có nhiều đó, Xuân Mỹ đã nói rồi. Nhìn trên sơ đồ là 650, nhưng mà người ta dự kiến bán 900, nhưng mà trên sơ đồ đã Xuân Mỹ nói là 650. Còn phần tô xám thì Xuân Mỹ cũng đã nói rồi, việc bán vé là việc của bầu show ha. Đúng ngày 1 tháng 1 2024, ca sĩ Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện và hát cho mọi người nghe. Ai sắp xếp thời gian được đi show thì đi, ai không sắp xếp thời gian đi show thì ở nhà cài view, tiếp tục cài view cho Cường, không có sao hết, không có vấn đề gì hết, không có vấn đề gì phải lăn tăn ha. Rồi đây là poster của show diễn ngày 1 tháng 1. Xuân Mỹ xin đọc số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Khán giả nào ở xa lần đầu đi show thì muốn kết nối với các bạn FC thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ, Xuân Mỹ sẽ kết nối với các bạn. Điều quan trọng của Xuân Mỹ vẫn là Cường. Đây, chú ý tới cậu thanh niên này. Dù ai có nói gì thì Xuân Mỹ vẫn quan tâm là cậu này ha. Cho nên những lời nói khác nó cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi, không để tâm làm gì. Hôm qua, chuyện hôm qua đã nói xong thì hôm nay không nói nữa ha cả nhà. Rồi, nhưng mà nếu mà còn sỉ vả Xuân Mỹ nữa thì Xuân Mỹ sẽ kêu tên từng người ra. Xuân Mỹ biết là ai hết rồi. Giờ kêu tên từng người dễ lắm, nhưng mà không kêu, để đó. Hôm qua nói rõ ràng rồi, hãy để cho Xuân Mỹ làm cái chuyện của Xuân Mỹ, đừng có rao bán, đừng có phỉ bán Xuân Mỹ. Tin xã hội hôm nay có gì không? Cũng là liên quan tới công ty vụ án của bà Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó cả nhà. Tất cả các nội dung ở trên đây đều tất cả các nội dung trên đây đều nói về công ty Vạn Thịnh Phát hết cả nhà ơi. Đây, một cái vụ cảnh báo cẩn thận. Dù khách hàng trình báo tài khoản bị trừ 200 triệu đồng, ngân hàng đồng hành, công an vào cuộc. Theo thông tin từ anh Trọng, 24 tháng 7 2023, tài khoản của anh bất ngờ bị trừ 217 triệu đồng. Khi anh đang làm việc mà không cầm điện thoại, ngay sau phát hiện mất tiền trong tài khoản, anh đã đến chi nhánh ngân hàng ở Gò Vấp để thông báo vụ việc, nhờ ngân hàng hỗ trợ làm việc. Sau quá trình rà soát cẩn trọng, ngân hàng thông báo về kết quả kiểm tra
từ hệ thống cho thấy giao dịch chuyển số tiền 217.829.000 đều được thực hiện qua app ngân hàng cài đặt trên thiết bị di động VIO 1915 sử dụng số điện thoại số đuôi là 052 mà khách hàng Nguyễn Trọng đã đăng ký với ngân hàng với đầy đủ các bước xác thực theo quy định. Dữ liệu trước đó cho thấy ngày 10 tháng 7 2023 app ngân hàng sử dụng trên thiết bị di động với điều hành Android của khách hàng tự thoát mật khẩu, khách hàng không đăng nhập được bằng vân tay nên tự nhập mật khẩu đăng nhập và sử dụng bình thường đến 24 tháng 7 2023 khi có các giao dịch bất thường. Tài khoản nhận tiền chuyển đi từ tài khoản khách hàng Nguyễn Trọng là tài khoản ngân hàng mang tên chủ tài khoản Phương Gia Nhi. Tài khoản này theo dữ liệu tại ngân hàng đã từng ghi nhận thông tin khiếu nại của khách hàng khác bị lừa đảo theo hình thức cài đặt malware mã độc từ app giả mạo trên thiết bị di động về hệ điều hành Android. Nghi ngờ tài khoản của khách hàng bị tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngân hàng đã đồng hành cùng khách hàng trình báo cơ quan công an và xác minh làm rõ. Và qua đó thì Bộ Công an liệt kê 24 hình thức lừa đảo trực tuyến. Theo thống kê, hàng năm toàn quốc xảy ra 2.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Dù trong thời gian qua, lực lượng công an và các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí đã liên tục cảnh báo về tội phạm công nghệ cao và vấn nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nhưng vẫn còn nhiều người mất cảnh giác đã bị sập bẫy kẻ gian. Người mất ít thì vài triệu, người thì vài trăm triệu, thậm chí có lên con số hàng tỷ đồng. Ha. Bộ Công an đã liệt kê 24 hình thức lừa đảo trực tuyến, từ những hình thức như là lừa đảo bằng các video deepfake đến giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện qua giao thức internet hăm dọa người bị hại, sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Kẻ xấu còn tạo ra nhiều kịch bản để lừa người dùng vào bẫy, dụ dỗ nạp tiền, làm nhiệm vụ online giả mạo người thân yêu, yêu cầu chuyển tiền. Đó cả nhà ơi, đó là những cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn đọc lại để cảnh báo mọi người ha. Đừng có những cái đường link người ta gửi thì mình đừng có truy cập vào. Và hiện nay thì giới Facebook là dễ bị hack và lừa đảo rất là nhiều, cho nên chúng ta hãy cẩn thận ha, hãy cẩn thận, cẩn trọng trước khi chuyển tiền hay trước khi lead vào một cái thông tin gì đó, phải kiểm tra cẩn trọng ha. Hiện nay thì chúng ta giao dịch online trên điện thoại rất là nhiều. Rồi, video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ. Rồi bây giờ từ đây đến tháng 1 ai có đi show thì chuẩn bị đặt vé. Vé thì còn bao la. Vé thì còn bao la ha, may vẫn bán, không có ai nói sold out vé hay là không có ai nói hết vé gì trơn á. Vé bán được ngày nào bán được một chiếc vé cũng mừng, hai chiếc vé cũng mừng, bán được càng nhiều vé càng mừng, cho nên mọi người không có việc gì phải lăng tăng, phải chồm chồm lên trơn á, cứ bình tĩnh an yên mà sống thôi, đừng có chồm chồm lên nhiều quá nó làm cho tim của mình ảnh hưởng nữa ha. Hãy bình tĩnh an yên mà sống. Và ai mà biết app của May thì vô đặt vé, còn ai muốn đặt vé qua FC miền Nam thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ 0913 136 109, Xuân Mỹ sẽ kết nối. Rồi chúng ta việc của fan còn lại thời gian này là tiếp tục cài view cho cậu Gò Công ở trên kênh Hồ Văn Cường Official ha. Đó, và MV Người ơi đừng bỏ quê, đây MV Người ơi đừng bỏ quê để giữ tớp. Đồng thời truy cập, Xuân Mỹ nói rồi, Cường sẽ xuất hiện trên trang fanpage của mình. Cả nhà cứ thường thường truy cập vào đây. Có nhiều người nói vẫn lỡ hẹn, vẫn lỡ nhịp với ổng. Ổng xuất hiện cả tiếng hồ, nhiều người mới hay đó. Chúng ta truy cập thường xuyên cái trang này ha. Đó, sáng nay có một cái tốt rất là dài và rất là tình cảm đó. Tình cảm đông đầy luôn. Rồi, Xuân Mỹ xin kết thúc video, xin một lần nữa chúc tất cả quý thầy cô trên toàn quốc đã và đang công tác trong ngành giáo dục có một ngày thật là nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào ạ.